Đây là BB02, một sản phẩm mới của Đặng Gia Trang. Thì hiện tại cái BB02 này nó sẽ có những điểm khác biệt so với BB00 trước đây. Thì khác biệt như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp theo đây. Đây là toàn bộ cái khu vực nhà phơi phân của Đặng Gia Trang. Thì ở đây là chúng tôi sẽ tiến hành phơi cái phân BB00 để giảm ẩm, để chúng ta sẽ được cái BB02. Thì về cơ bản thì BB02 nó sẽ có độ ẩm thấp hơn cái BB00, cho nên rất thuận tiện trong quá trình vận chuyển cũng như sử dụng hay là lưu kho của quý khách hàng. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái so sánh giữa cái hai cái độ ẩm khác nhau. Cái khu vực bên này là dùng để đóng BB02 nha các bạn. Còn khi mà các bạn chuyển qua khu vực bên này thì các bạn thấy cái màu nó bạc hơn đúng không? Tại do độ ẩm của nó thấp hơn nên cái màu nó sẽ nhạt hơn. Đó. Một lưu ý nữa thì cái BB02 á thì nó sẽ không được qua cái hệ thống sàn, cho nên khi chúng ta sử dụng BB02 thì chúng ta lưu ý là trong phân nó sẽ có lẫn một số cái rễ nhỏ. Hiện tại là cái rễ này là cái rễ cao su nha các bạn, với lại một cái số chẳng hạn như lá cây. Thì cái đây là trong quá trình ở trại nuôi thì trồng quế là ở Củ Chi là chủ yếu là nuôi ở trong rừng cao su nên sẽ có xuất hiện rễ và lá cây trong quá trình nuôi nó lẫn vào trong quá trình cho trùng ăn á. Cái BB02 này á thì nó sẽ tơi hơn và nó độ ẩm nó thấp hơn cái BB00 các bạn sử dụng trước đây. Thì cái BB02 như các bạn nhìn thấy là nó không có chảy nước giống như cái BB00. BB00 thường thì nó chỉ chảy nước khi chúng ta bóp chặt thì nó sẽ bị chảy nước. Cái BB02 này thì cái độ ẩm của nó gần bằng với BB01. Khi các bạn bóp chặt và các bạn bóp nhẹ thì nó sẽ tơi ra. Thì cách đó các bạn có thể nhìn thấy đây là khi mình bóp chặt như thế này thì nó sẽ vón cục như thế này. Đó, thì chúng ta bóp nhẹ như thế này nó sẽ tơi ra. Đó. Nhưng mà nó không có chảy nước, không có chảy nước như BB00 nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nè, không có miếng nước nào cả. Cái BB02 này á thì nó vẫn là phân trùng quế 100% được lấy ra từ trong trại. Và khi từ trong trại lấy ra thì chúng ta sẽ qua một khâu gọi là giảm ẩm. Giảm ẩm thì chúng ta sẽ phơi ở trong nhà kính để tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời, để không bị làm hao hụt quá nhiều cái lượng vi sinh ở trong có trong phân trùng. Thì về cơ bản thì BB02 nó sẽ có độ ẩm thấp hơn cái BB00, cho nên rất thuận tiện trong quá trình vận chuyển cũng như sử dụng hay là lưu kho của quý khách hàng.